trên cành cao. Hót líu lo, hót líu lo, em yêu chim, cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh. Bạn có thể chia sẻ một số cảm nghĩ sau kỳ thi vừa rồi không ạ? Thực ra thì đề thi năm nay tôi thấy vừa sức với các bạn, nhưng mà quá sức với tôi. Vâng, là một thí sinh khác bước ra khỏi vòng thi. Vâng, chào bạn, bạn cho thấy kỳ thi vừa rồi bạn thế nào nhỉ? Đề thi năm nay thì nói chung là giấy đẹp, mực in thì nói chung là rõ nét. Vâng, chỉ thế thôi ạ? Thế thôi. Vâng, thí sinh này cười rất tươi, có vẻ làm được bài này. Chào bạn, vừa rồi bạn làm bài tốt không? Mình làm cũng được, mình làm sai có mỗi câu, còn cái câu lại á, chẳng làm được luôn. Ôi em buồn quá. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Mình thì được cái mình chỉ được ngắm giám thị thôi, còn việc còn lại ông già mình đã lo hết rồi. Trời ơi, những nhà cơ cấu khác. Đây là giám thị bước ra khỏi vòng thi. Vâng, xin chào giám thị. Chào anh. Xin giám thị cho biết là vừa rồi chất lượng của kỳ thi cũng như các thí sinh như thế nào nhỉ? Thì năm nay nói chung là nhà trường đã có tổ chức tốt, vòng thi là thoáng mát,
Đặc biệt là cô giám thị khoáng bán kéo lên phòng thi. Vâng, xin cảm ơn giám thị. Giám thị gì thế?